Vâng, thông báo cho tất cả các bác thì nay ngày 7 tháng 12 thì về được 5 con đại Mỹ rất là đẹp nha, hàng tuyển chọn nha. Đây là con hai con bót 1.600 series 6. Con này thì 14 triệu nha tất cả các bác, hàng đẹp nha. Hàng các bác đã đẹp chấm hết luôn nha. Đấy, có thay nắp này. Hàng sưu tầm nha. Đấy, các bác nào lấy thì cứ alo cho em Chí nha. Thì đây là con 1.800 series 6, con này 16 triệu 5. Khi các bác mua những con đại bên em thì được tặng kèm một bộ dây ba lăng kìm theo nha, để các bác kết nối vang. Và đây là ba con crown mã S2, con này chạy 16 sò Motorola, con này giá là 8 triệu. Chơi dòng full 30 canh đét hoặc là những cặp bot chơi gia đình rất là tiện nha, hai cặp bot vân vân. Đây là S3 thì phiên bản nâng cấp của con này chạy 24 con, hai con này chung cấu hình 24 sò Motorola, con này mã M240 và con này mã S3, hai con có mặt tiền khác mèo nha, hai series khác nhau thì nó khác đời, thì cấu hình y chang và giá là 11 triệu nha các bác, hàng đẹp nha. Này, các bác thấy độ đẹp những con này thì đặc biệt rồi, chất âm T rồi. Thì các bác nào lấy thì cứ alo cho em nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh để kênh mới chuyên những đẩy bãi và phục vụ các bác karaoke. Các bác thấy độ mới đó nha. Vừa khui hàng và rất là mới như thế này. Các bác thấy nha. Đó, đây. Mới tinh luôn, quá mới luôn nha. Đây, các bác nào yêu hàng đẹp thì cứ đăng ký kênh của này để theo dõi những con đẩy về. Đấy, giá cả thì em báo rồi. Đây này, phục vụ đại Mỹ, chơi đại Mỹ rất là phê nha các bác. Chơi đại Mỹ thì nâng cấp lại, chất âm của hàng Mỹ thì nó rất là hợp tai, thì vì những con đại Mỹ lực tiếng đánh tốt, tai người Mỹ thì nó khá là giống chất âm của người Việt Nam chúng ta, rất là thích lực và lực nảy của âm thanh. Đấy, bot 1.600 series 6 14 triệu, bot 1.800 series 6 16 triệu 5, crown S2 8 triệu, crown S3 và M240 giá 11 triệu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Bác nào mình có nhu cầu về sản phẩm nào cứ alo cho em qua hai số điện thoại đó nha.